làm lễ cúng quân kỷ. Đi vô hai bên đi. Kính mời toàn thể quý vị và gia đình được tôn kính đứng dậy làm lễ phụng quân kỷ. Cộng hòa châu Âu nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phước căn cứ nghị định 150 của Chính phủ ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều phúc lệnh của Cựu chiến binh, thực hiện thông tư liên bộ của Nội vụ Bộ Quốc phòng số 144/2005 ngày 1 tháng 8/2005 quy định vận dụng việc tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội nghỉ hưu, quân nhân phục viên xuất ngũ là hậu cựu chiến binh. Căn cứ hướng dẫn Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng về thủ tục phủ quân kỳ cho hội viên cựu chiến binh từ trần quy định: 1. Tổ chức lễ phủ quân kỳ cho đồng chí Trần Hoa thuộc chi hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, Hòa Phước, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng từ trần 23 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2023 nhằm ngày 25 tháng 2 năm Quý Mão theo nghi thức tang lễ hội cựu chiến binh Việt Nam. Điều 2, do cho nên cán bộ hội viên chi hội cựu chiến binh Đông Bến Mai xã Hòa Phước có trách nhiệm tổ chức thực hiện thay mặt hội cựu chiến binh Hòa Phước chủ tịch Đinh Như Thơ. Sau đây là lễ phủ quân kỳ. Tôi xin mời ban chấp hành gửi cho ba hồi chung tụ. Quý Mão. Đồng chí Trần Hoa sinh năm 1958, nguyên quán thôn Dân Năm Hai, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trú quán tổ 3 thôn Dân Năm Hai, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí tham gia cách mạng tháng 11 năm 1976. Đến năm 1981, tại đoàn 447, cột Cầu Cần, quân khu 5. Sau về lại địa phương, đồng chí tham gia công tác tại Trung tâm Thương nghiệp Hòa Vang. Đến năm 1990, về tại địa phương và tham gia hậu vào và hội cựu chiến binh của thôn. Từ năm 1902, trong quá trình công tác và cống hiến lao động đóng góp của đồng chí đã được các cấp tặng huy hiệu cựu chiến binh Việt Nam và nhiều bằng giấy khen khác. Nhưng cái lớn nhất của đồng chí là trong suốt thời gian tham gia cựu chiến binh tại địa phương thôn Giếng Năm Hai, đồng chí đã để lại tấm gương về lòng trung thành, tính thiên tốt, thương người và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn về mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên đồng chí được mọi người quý mến. Kính thưa các đồng chí, thưa bà con, kính thưa tăng huyến, yếu huyến của đồng chí Trần Hoa. Đồng chí mất đi, quê hương đồng chí đi một người con tâm huyết. Họ tộc mất đi, một đồng chí mất đi một người ông, người bác, người chú, người anh yêu thương, sớm hôm gần gũi. Đồng chí mất đi, từ đây gia đình vẫn đi một người ông, người cha rất mực yêu thương con cháu. Nhưng từ đây, trên gọi yêu gia này, đồng chí vẫn có một thành viên. Chi hội của Giếng Năm, thôn Giếng Năm Hai vẫn bóng một thật hội viên của chi hội. Nỗi buồn ấy lấy gì che lấp được? Hơn lúc nào hết, chúng tôi xin được chia sẻ sự mất mát lớn lao này cùng với người dân trong gia đình, những người thân của đồng chí, tộc họ và bà con lối xóm. Dẫu biết rằng sanh hữu hạ, tử vô kỳ. Sau đây là lễ phụ quân kỳ viết thánh cho đồng chí Trần Hoa. Lễ phụ quân kỳ cho đồng chí Trần Hoa bắt đầu. Trong nhiều phút xúc động này, thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Hòa Phước, chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí, mời bà con cùng tất cả gia đình tham viếng, chúng ta dành một phút mặc niệm đồng chí. Mà phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin chân thành chia buồn cùng tham viếng. Xin được nói lời vĩnh biệt đồng chí Trần Hoa. Xin mời các đồng chí vào vị trí dân hương. Để phụ quốc kỳ đến đây đã xong, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong ban lãnh đạo địa phương, các đồng chí địa phương, các cố vấn pháp trong ban trại tăng. Xin cảm ơn tất cả bà con của gia đình con thiết. Hôm nay chúng tôi xin được